Chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Thì hôm nay mình sẽ quay một cái nhiệm vụ cũng khá là quen thuộc. Và nó ra rất là khá là lâu và mình chưa có dịp mình quay trong tựa game The Division này. Đó chính là Falcon Lost. Đây là một trong cái là DLC đầu tiên của The Division. Và trong khoảng thời gian đó thì mình cũng có chơi qua cũng rất là khá là một khoảng thời gian lâu trước đó rồi. Nhưng mà mình lại không có dịp quay, cho nên bây giờ hôm nay mình sẽ quay trở lại từ từ và sẽ bắt đầu lại với một cái meta mới của tựa game này, và mình sẽ nói sơ qua. Hiện tại là mình cũng đã nâng đồ cũng khá là cao rồi, và có thể là mình sẽ đi challenging mà hai người dễ hơn như hồi đó. Hồi đó thì lúc mà meta chưa thay đổi, cái này nó rất là khó, mà phải công nhận điều đó là vậy. Và anh chàng kia đi có vẻ rất là lẹ. Thường lúc đó trước á là mình cũng thường hay đi làm cái cách này, là tức là các bạn chạy tới chỗ này bạn tuột xuống dưới luôn thì nó sẽ chạy thẳng qua kia, nó sẽ vô cái nhiệm vụ chính luôn, không cần phải bắn mấy đứa này thì nó nhanh hơn, nó tiện hơn nhiều. Tuy nhiên á thì mình cũng không nghĩ là anh chàng kia biết, cho nên mình tự mình bắn luôn. Cái trick này cũng khá là lâu rồi, nhưng mà là giờ lỡ thì hai đứa vô cái phòng rồi quất luôn cho rồi. Thì mình đang matchmaking với mọi người tại cái nhiệm vụ này giờ cũng ít ai làm. Nhưng sắp tới là mình sẽ tập trung vào cái này mình chỉ quay cho đủ DLC, tại vì lúc trước đó mình chưa có quay cái DLC này. Và ngày mai mốt chúng ta sẽ có DLC Clear Sky, là mình sẽ quay luôn, hay là vào trong những hai cái free DLC đầu tiên của The Division. Là The Division có hai cái DLC free, chính là Incursion là cái này đây, với một cái nữa là phần Flick là cái Clear Sky á, thì mọi người sẽ đăng luôn. Còn bắt đầu những cái DLC mà trả tiền như là Survival này nọ là mình sẽ đăng trước ngày ra mắt luôn. Thì Survival với lại Underground, mình sẽ đi Underground khá là nhiều. Cái nhiệm vụ này khá là khó đó. Shotgun cái kiểu này nọ chắc là sẽ OB hơn nhiều. Chứ là bây giờ mình cũng đã chuẩn bị súng ống này nọ kiểu để quất mấy thằng này rồi. Wow, dân chơi. Chúng ta có 15 cái web rồi. Chúng ta không thể nào bắn cái xe đó được, mà chúng ta buộc phải có một cái bom chúng ta cầm vô, chúng ta đặt trong cứ mỗi năm web rồi sẽ cho hay sao á. Mình không nhớ, là mình cũng nghĩ hơi khá là lâu. Các bạn sẽ thấy cái xe màu vàng kia. Sắp tới thì mình sẽ ra quay underground nhiều hơn. Underground thì nó có nhiều vụ, với lại cái nhiệm vụ đó nó hay hơn nhiều, với lại là nó độ nó xịn hơn. Mặc dù cái này mình đi challenging á, nhưng mà challenging của cái này Incursion nó, cái đồ nó cũng nó chỉ nằm phạm vi giống cái DLC của Incursion thôi. Còn nếu mà muốn nó đồ ngon là các bạn buộc phải đi những cái DLC sâu á, nó sẽ có đồ ngon hơn nữa. Thì bây giờ game cũng đã vừa cập nhật lên patch 1.5 là mở cái gear score lên cao nhất có thể là lên 256 tạm thời thôi. Bây giờ cũng là lên tạm thời 256 tạm thời thôi, chứ mà là 256 là tới đây là hết. Thì mình cũng đã lên tới 256 rồi, đồ cũng khá là ngon. Trong vài ngày tới mình sẽ làm cái clip build đồ ấy, kiểu này đó, làm sao các bạn build để đi đánh những cái underground nó sẽ dễ hơn. Là nếu các bạn nào muốn lên 256 dễ á, bạn nào vừa mới chơi hay là đã chơi lâu như mình ví dụ vậy, thì làm sao để lên 256 dễ này nọ. Thì cái khuyên nhanh nhất rồi, dễ dàng nhất á, có thể là các bạn vẫn nên cày hoặc mua DLC. DLC là cái thứ quan trọng, với tại cái underground á, nó giúp bạn lên nhanh lắm. Mỗi lần mà thằng nào bắn á là với lại underground nó khó hơn cái này nhiều. Nice. Với lại cái underground nó khó hơn cái này, nó cái công nhận là điều đó là gì. Nó đặt ở trên này mà dưới nó cũng dính luôn. Vụ này mới. Hồi đó mình cũng làm trên này, nhưng mà lấy tới cái quay bao nhiêu á là nó ra tới mấy con drone này nó đánh rất là căng. Nhưng sau meta thay đổi nó giảm, nó nerf mấy thằng shotgun này nọ kiểu nó dễ hơn nhiều. Chứ shotgun giờ mình thấy OB quá. Tới lúc mà Stay Up The Game, tụi youtuber nổi tiếng á, nó làm lại á, nó tham gia beta qua làm nữa là chỉnh sửa game lại, thì cái game nó thay đổi nhiều và nó hay hơn nhiều. Và mình thấy đây là một tiến bộ, kiểu như người nào chưa chơi qua The Division, hoặc là kiểu như muốn chơi lại The Division như mình, thì cũng đang lấy lại cái niềm tin và cũng như là lấy cái hứng để chơi. Hồi lúc mới ra các bạn thấy là mình rất là ghiền cái trò này luôn á, trong những youtuber là mình quay đầy đủ luôn á. Và mình đi từ đầu tới cuối mà mình cũng không muốn bỏ lỡ, và mình có hứa với các bạn là mình sẽ làm DLC kiểu
trong khoảng thời gian đó mình còn bận khá là nhiều game rồi, mình còn gặp một số vấn đề bên cái này, nó quay rất là khó, cái Falcon Lost hồi đó rất là khó. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại mình thấy nó cái meta nó thay đổi nhiều lắm rồi. Nó không còn khó như trước nữa mà nó chúng ta có thể đi dễ dàng với lại matchmaking dễ hơn. Không cần phải vô không cần phải kiểu như là matchmaking này nọ trước rồi chúng ta mới. Sao nó cứ nhắm mình nó bắn hoài vậy? Như gây đam nhiều nhất là nhắm nó bắn hoài luôn á. Bom, hạ mấy thằng bom cái đã. Ôi ôi, đang tính đặt. Với lại mình có build này nọ kiểu trên sống cũng khá là dai. Nhưng mà nãy mình sống xuống lẹo á. Bom chưa tới hình như tôi phải sàn cái quỳ bao nhiêu mới có bom. Vấn đề là chúng ta có sống sót qua cái quỳ đó hay không thôi. Thì như là mình cũng nói đó, mình sẽ tập trung vào cái underground nhiều hơn là tập trung vào cái hai cái nhiệm vụ này, tại hai nhiệm vụ này nó free với lại nó có nhiều đó rồi à, nó cũng không khác cả mấy. Thì có súng. Wow wow, cái này mỗi lần nó bắn bạn là bạn gục luôn á. Cái xe này mình né không kịp. Cái xe mà nó bắn bạn mà bạn né mà không được á là nó chết luôn á. Nhiều lúc bật skill xong nó bật không được thôi. Nó hồi skill luôn ở đâu chứ. Drone ra rồi. Với lại giờ nó cũng có hệ thống matchmaking mới cũng hay. Kiểu như bạn đang chơi mà thiếu người nó tự động nó matchmaking cho bạn. Khá là tiện chứ. Thôi mình thấy hay hơn rồi đó. Vậy xạo lòng. Xạo lòng. Y hiện đấy các bạn hiểu mình nói gì. Xạo lòng. Ra nữa hả? Ghê gì vậy chơi. Giờ mình thấy ai cũng lên tới 256 rồi. Cái trick lên 256 bây giờ là khá là nhanh và khá là dễ. Cái vụ mà meta mới thay đổi này. Tuy nhiên giờ vấn đề là bạn có 256 xịn hay không mới là vấn đề. Còn chứ 256 là giờ kiếm khá là dễ. Hơn là mình có đặt cái cục này. Mình biết thế nào mình cũng gục cho nên mình đặt cái cục này trước để phòng ngừa là mình gục thì mình bắn luôn. Chứ là mình có cây First Sweep M1A nữa. Mấy cái cây này của mình thì nó hiệu nghiệm bên Underground nhiều hơn là bên đây. Với lại kiểu như mình cái cách chơi của mình bên Underground nó hợp hơn. Kiểu như các bạn sẽ thấy Underground đi các bạn sẽ rất là tiết kiệm đạn. Phải nói là vậy. Còn bên đây thì cứ xả thoải mái và cứ đạp đạn liên tục. Tại vì mỗi bên bạn chơi Underground nó sẽ có cái mode thay đổi rất là nhiều. Và bạn chỉnh cái mod mà không được phí đạn á. Nếu bạn nào có chơi qua thì các bạn sẽ biết không phí đạn là kiểu như mỗi lần mà bạn thay đổi băng đạn á là nó giục luôn cái băng trước. Là coi như là bạn đang xài băng trước mà bạn còn dư mấy chục viên nó sẽ không hồi cộng dồn vô nữa mà nó bỏ luôn. No. Hên quá. Ném trúng. Mình cứ tưởng là mình trúng rồi tự nhiên có cái miếng kia nó che lại. Ok, bật giáp lên mấy đứa, bật giáp lên đi, nó là có giáp không? Thằng kia lo rồi. Bên này nó lo có bắn mình không à? Đó, gục đúng chỗ luôn. Giáp cái súng nó cứ bắn mình vậy ta. Tức là bạn muốn đặt bom mà bạn chỉ thể đặt bên kia thôi. Mình cho nó đặt được đi. Phải có một đứa chạy qua bên đây tắt cái cái đạn cái súng đó. Mình chạy qua tắt thôi. Ôi. Ôi sao mình bấm hold to revive giờ nó vẫn chưa revive được ta. Kỳ ta. Game này nhiều lúc nó cứ lỗi rồi bấm đè vuông rồi nó vẫn không hồi. What the fuck. Lâu game nó cứ lắc. Rút. Chạy về. Bom nổ được rồi. Ngon, giờ chúng ta phải đợi mấy cái web sau nữa thì chúng ta mới
có bom để chúng ta đặt tiếp, cứ cứ sau mỗi web đó, nó sẽ xong được. Phải đánh mấy con nhỏ xíu này nè. Mấy cây này của mình đều bắn xa gì, cái trong đây nó không có ăn đam cho lắm. Thì thường là mình bắn bằng bà bắn cái bên underground mình, mấy cái cây này lên 70, 80 ngàn, nó hợp với BV nhiều hơn là so với BVB. Cái gì đây? Nhất là mình sẽ chuyển cho mình cái trick, cái tip để các bạn lên 256 nhanh. Nếu bạn nào vẫn chưa lên được với lại kiểu build đồ như thế nào nó sẽ hợp. Trong cái bộ đồ mình đang mặc có tới hai cái set build luôn. Hay một cái là Alpha Bridge với một cái bộ này cũng ra từ hồi Bách 1.3 rồi. Với một cái là một bộ Predator để mình build đam với build máu. Nhưng mà tùy theo cái hướng bạn bắn nữa, ví dụ như là bạn khoái bắn sniper, bạn bắn từ xa thì bạn có thể build Dead Eye nó tăng đam sniper rất là nhiều. Ví dụ vậy, còn nếu mà bạn thích những đứa trâu bò mà máu đam cũng cao thì nên build những cái như mình, hoặc là tăng cơ không cần máu thì chỉ cần đam trước khi nó kịp đánh bạn chết rồi bạn giết nó trước á thì build Striker hay rồi Alpha Bridge mà vừa Striker vừa Alpha Bridge. Thì cái đó mình sẽ nói sợ rõ xong. Bây giờ mình nghĩ là nếu mà Việt Nam chắc cũng chơi trò này nhiều và mình thấy là rất là nhiều. Và mình cũng thấy là vui là mình lúc mà mình làm game như với những video clip như thế này á, mình tiếp xúc được rất khá là nhiều người cũng rất là thú vị. Thì điển hình trong số đó là mình đã từng gặp một chú trên PlayStation 4, chú ấy nhắn cho mình là chú ấy coi cái clip hướng dẫn chơi The Division của mình lúc trước. Thì chú rất là thích và chắc là chú vẫn coi, và chứ mình cũng thấy là rất là cảm động và cũng không ngờ là người ta lại nhắn lại cho mình ví dụ vậy. Thì chú ấy nhắn là chú coi và chú rất thích cái content mà cái nội dung mà mình gửi cho người xem. Thì mình cũng nhắm vào cái khán giả nhất định, mặc dù view không cao, nhưng mà mình cũng thấy vui trong lòng ở chỗ đó. Ê chết mẹ, mình vừa mới đặt cái cục kia xuống, nó chọi bom lên ở đâu chứ. Thì cái đó cũng một cái những cái trải nghiệm mà mình gặp khi mà mình làm cái việc này. Rồi tại vì cái chú nó cũng chơi The Division mà chú nó nhắn cho mình, thì chú bên nước ngoài nhưng mà chú nó chơi ghê hơn mình đó. Mình chơi The Division mình bên bây giờ mình mới có level 60 trong Dark Zone thôi, là chú đã level 99 rồi. Chú thì tại giờ cũng đã 50 mấy tuổi rồi, gần bằng tuổi mẹ mình luôn rồi, mà chú ấy vẫn chơi rất là kinh. Và mình cũng rất là nãy mỗi lần mình chơi mình thấy giờ chú ấy vẫn còn đang chơi. Nếu bạn nào có chơi chung và add PS4 mình thì chắc bạn cũng biết, thì chú này thì khỏi phải nói rồi. Nhưng mà tên gì thì mình không thể nói, ai biết thì bạn nào biết thì bạn nói thôi. Còn chứ mà mình tất nhiên là không nói, nhưng mà đây cũng là một cái những cái trải nghiệm mà mình đã từng gặp, cũng thấy là khá là thú vị trong suốt khoảng thời gian mình làm game trong khoảng 2 năm trở lại đây làm YouTube này nọ kiểu. Thì cái cách mà mình tiếp cận đối với khán giả của mình như thế nào qua việc tách cái series của mình thì mình thấy bây giờ mình cũng làm cũng khá là nhiều game, một cái khoảng thời gian này đầy đủ để có một cái channel ổn định này lớn mạnh hơn ví dụ vậy. Rồi mình sẽ cố gắng đi khi nào nói chứ qua Mỹ cũng không là một chuyện, hoặc là kiểu như mình có thể dừng làm này nọ. Thì tất nhiên là phải làm, không phải công việc này không phải là một cái công việc phải làm, nhưng mà nó là một cái đam mê mà mình có là sở thích. Và nó cũng như là mình thích chia sẻ cho mọi người thế này, rồi chơi như thế nào, rồi game này cái trải nghiệm, cái ý kiến, rồi cái ý kiến cá nhân như thế nào rồi này nọ. Và đưa nhìn nhận mình, với lại nó đẩy một cái hướng đi channel mới cho mình, kiểu như mình không có giống những người khác, ví dụ không có thể bám biếu một cái từ game nhất định nữa đó. Với lại mình nhiều lúc mình cũng không phải nói trách gì người ta, nhưng mà thấy nhiều cái cũng buồn cười. Việt Nam nó còn thiếu, nhìn cái mình thấy cũng hơi kỳ. Điển hình mình đã lướt qua rất khá là nhiều cái channel Việt Nam, nhưng mà mình thấy một cái điều rất khá là buồn cười, đó chính là họ làm những cái banner là cái cover cho cái YouTube á. Thì cover YouTube để hình rất là nhiều game, đủ thứ là game á, nào là Assassin's Creed, rồi nào là Metal Gear, nào là Gears of War hay cái con mẹ gì Gata 5. Thì để banner thì cũng hay thôi, nhưng mà mình thiết nghĩ
nếu bạn đã để banner hoặc là bạn đã thông báo để cái hình lấy một cái game mà xuống thì ít nhất là bạn phải chơi game đó chứ. Thì mình thấy điều ngược lại là họ chỉ để cho vui, họ cứ tự xưng là gaming. Nhưng tuy nhiên thì nhiều lúc thì không phải game nào cũng chơi và cứ bám víu lấy một game nhất định và cứ tự cứ cho là mình là này nọ chơi game rất là nhiều. Ví dụ thì mình cũng không phải là trách người ta là tại sao này nọ chơi game nhiều này nọ, không chơi game này không chơi này, bộ không có tiền sao mà chơi. Ví dụ mình không có trách được đó, vấn đề ai có chơi không là một chuyện khác. Mình cũng không hẳn là do nó mà là mình có đủ điều kiện để mình chơi với tựa game như thế này. Nhưng mà ý là nếu bạn đã thiết kế một cái channel và đang đi hướng nào thì hãy thành thật với cái người xem là bạn có chơi từ game đó hay không, chứ phải là để kiểu như này nọ người ta cứ nhìn lầm như người ta tưởng cái channel này là có và bạn kiểu như câu khách này nọ, kiểu mình thấy cũng khá là kỳ, kiểu như không có mà nói có gì vậy, mình thấy không hợp lý vậy lắm. Còn chứ chắc họ muốn chơi game nào thì chuyện của họ mình không quan tâm lắm, kiểu tâm sự chơi vui thôi. Tại cái nhiệm vụ này nó dài quá, mình đang bắn tùm lum tùm la miệng thì nói suy nghĩ đầu suy nghĩ một hướng cho bắn thì là bắn tập trung bắn, nhưng mà nói thì lại nói cái khác. Thì game này giờ mình có khóa là quen thuộc rồi, đánh cũng không khó lắm. Hồi ban đầu cái này cái công nhận cái nhiệm vụ này nó khó thiệt chứ. Cái này thì mình nghĩ là để cho mấy thằng kia nó lấy đi. Mình đi tắt cái lết lại được không? Chết mẹ, anh chết rồi. Mình đang hồi skill nữa mới đâu ý. Thằng kia hồi luôn rồi, thằng kia bật ultimate skill rồi. Nãy mình bật cái ultimate skill mà nó không hồ mới đâu ý. Cái chỗ này là cái chỗ mà này các bạn nào đã đánh Falcon Lost á, đứng khá là dễ. Cứ cái này từ phút ban đầu còn cái chỗ ngay giữa cái map á, nó một cái chỗ dưới hầm nữa. Thì đa phần tụi nó chỉ tụi nó đến dưới nó mà đánh challenging như thế này. Nhưng mà giờ nó chúng ta còn chia ra cái nó còn meta mới, nó còn có cái world tier chia giống như là một cái rank á, để giống như cái rank khi mà đồ bạn như thế nào á, nó thay đổi cái role. Nếu bạn nào thấy cái quả cầu trên góc trên cùng mình đi trái mình không, quả cầu đề số 5 là world tier 5, tức là giống như một cái cách để phân biệt cái đẳng cấp vậy. Đẳng cấp 1, 2, 4, 5 thì 5 là độ cái bạn max gần hết rồi. Trên 230 mấy là bạn đã lên tới World Tier 5 rồi. Thì mình đã 256 max luôn rồi. Build max luôn. Giờ là mình còn chơi tựa game này khá là nhiều. Ease. Nó chọn lên mà cũng thấy trời. Nào phải cầm cái explosive nó mới tính tiếp đây. Hoặc giờ phải chạy xuống dưới hầm và lấy đạn rồi. Dưới đây có một cái thùng đạn gì đây nè. Nhưng mà đạn giới hạn chứ mà đạn gì cũng có. Ok. Rồi mình lỡ lấy rồi. Còn một thùng đằng kia nữa. Thì lát nào mà có hết nữa thì chạy xuống dưới đó lấy. Rồi sống, nó nổ rồi nè. Ngon. Mà xa quá. Đừng có unconscious rồi. Mình đang chạy lại cứu đây. Tại lúc mà nó vừa kích nổ xong rồi cái thằng này nó bắt đầu nó chọi bom, nó kiểu nó bắn tên lửa rồi. Mọi người thấy đây. Rồi đó, thử hộ đi ba, mình sẽ chạy về cái đã. Có nhiều cái lý do mà tại sao các bạn nên đi cái này á, mà bạn nên chỉnh gear set là với lại chỉnh cái skill của bạn nên chỉnh là một bình hồi máu chứ đừng có bình hồi đạn. Tại trong này đạn nhiều lắm, bạn dư sức và bạn dùng đạn đó bạn bắn hết những cái quay còn lại. Cho nên bạn không nhất thiết phải dùng cái quay, nhưng mà underground thì lại khác nha. Cái lúc đó mình sẽ giải thích tại sao. Còn với lại cái cách đi như thế nào sẽ hợp lý nhất mà bạn muốn cày rank underground như thế nào. Còn survival là mình cũng chưa có rõ tại nó chưa có ra bên PS4. Cho nên tạm thời là mình sẽ nói sau, mình sẽ cố gắng tìm hiểu khi mà nó ra mắt. Thì còn trong đây mấy cái nhiệm vụ này thì nó thuộc là vẫn giống như là nhiệm vụ thường. Nó nghiêng về phía nhiệm vụ thường nhiều hơn là nhiệm vụ những có một cái gì đó đặc khác hơn. Bạn sẽ thấy trong cái phần underground sẽ khác so với cái phần này, phần những nhiệm vụ thường như thế này. Và hồi đó cái kia nó bắn xuống là hơi bị thốn luôn.
Và nếu các bạn nào thích xài thì có thể xài như mình. Các bạn nào hồi máu mà hồi máu gần đồng đội á, thì đồng đội sẽ được hồi ké luôn. Mình sẽ đợi nhỏ kia nó hết cái thùng hồi máu này thì mình sẽ bật cái hồi bình hồi máu của mình lên. Cây này thì bắn thì ngon á, nhưng mà nó hơi giật, quay hơi này mà quá giật. Mình được cái đam cao, bắn thoải mái, bắn ngon lắm. Mình cái cây này mình cũng khá là khó tìm ấy, mới ra cái cây này, nhưng mà sẽ có nhiều cây mạnh hơn cây này nhiều. Cây này cũng như là build tạm thời của mình thôi. Mình cũng đang kiếm một số cây nào khác mạnh hơn, nhưng mà để coi survival nó có mạnh hơn tí nào không. Tại vì giờ ghi set 256 á, chỉ hơn nhau chỗ 256 dởm hay 256 xịn thôi. Thì giống như hồi đó các bạn chơi, bạn lên tới level 30 á, thì bây giờ nó không còn đặt là 30 nữa, mà đặt theo ghi set. Lên tới 30 sẽ bạn sẽ xếp theo một cái ghi set nhất định, thì nó sẽ khác thôi. Kiểu như là bài bạn thấy coi đi ra món gì ghê vậy. Wow, tại giống như cái nó chia theo cái meta mới rồi, thì cái ghi set nó mới, thì tất nhiên là từ hồi đó, nhưng mà ý là giờ các bạn có thể lên ghi set dễ lắm, và chỉ còn những cái món đồ bạn cộng lại chia cho nhau đủ hay 256 cái cộng, bạn chỉ cần mặc hết nguyên một đống 256 là bạn được 256 rồi. Thì vấn đề 256 bạn có xịn có ngon hay không thôi, chứ việc mà bạn lên 256 là chuyện bình thường. Cho nên giờ mà bạn thấy 256 rất là nhiều, nhưng mà đồ nó đánh có ổn hay không là kể chuyện khác nữa. Mấy này dùng thồi đạn hay sao vậy? Ồ, sao mấy này nó hồi vậy, đứng dậy hay vậy? Tức là nó đang hồi sao mình không hồi được hay sao á? Đặt phát xuống cho chắc ăn coi. Cái pha nãy là mình đau tim mà là đánh lại mới đau. Tự nhiên nãy mình gục đúng nhảm luôn. Gặp thêm bị shock nữa chứ. Lại đây, lại đây, lại đây, nhanh. Giờ là mình thấy cái skill mà hồi máu như thế này nó tiện hơn nhiều. Lỡ các bạn nào không hết, nếu mà nào đi theo một cái build mà vừa nó cái nào cũng có cũng xài được á, thì skill cũng khá là quan trọng. Nhưng mà các bạn vẫn nên ưu tiên máu nhiều hơn, lỡ có chuyện gì. Revive này lâu phết, thằng này gục chết luôn rồi. Gần xong rồi. Mẹ, gần xong dính vào bom ở đâu chứ. Trời, nó còn có một giây nữa mình hồi được thằng kia rồi. Thằng này nó nhây. Mày nhây lắm, mày được lắm. Thêm thằng nữa, thằng này ngôi sao, chức vụ cao rồi đó. Còn thanh niên gì đó, nó bắn cái gì nữa kìa. Sợ có mẹ gì nữa, quất luôn. Đi vô cover hồi thằng này kìa. Mấy chế bắn đi, để mình hồi này cho. Này tội chứ. Revive gần tới rồi, nó bắn cái mình gục luôn. Thấy cũng hay, nếu mà này không thể nào để đánh chết luôn được. Nhưng mà muốn revive lại nó tốn thời gian nhiều hơn thôi. Sao cứ nhắm cái khúc này nó bắn hoài vậy? Trời, nó bắn mình rác thiệt luôn, nó nhắm hướng này nó bắn hoài luôn. Cũng là mình có cái súng này, có một cái talent khá là đặc biệt. Giết được một đứa là hồi 35% máu trong vòng 20 giây. Thôi bị kinh. Tính ra một 35% máu nha, trong vòng 20 giây, tức là một giây bạn hồi tới gần 2% máu rồi còn gì nữa. Đúng không? Nó hồi quá trời hồi. Nhưng mà hồi từ từ, còn nếu mà bạn muốn hồi luôn thì cái cây này không hồi được. Chỉ ít thì cái này nó vẫn hồi. Là cái cây mình đang cầm, cái First Web M1A, ở lộn, First Web Vector. Wow, dừng chơi. Tự nhiên lâu lâu có mấy thằng chui đằng sau lưng ra bắn trời. Anh em muốn nó đi, đúng rồi. Từ đó có chỗ nắp chứ.
cái này mình chỉ không thích ở chỗ đó, cái độ mức độ loạn xạ ngầu của nó. Cái này một khi nó đã xong lên nó bắn rồi nó rất là đông và nó rất là kiêu căng, đánh không sợ ai hết, thậm chí đạn bắn mà nó cũng vẫn xông lên như thường. Mà các bạn thấy đứa nào mà ăn cả chục viên đạn mà vẫn còn sống không, thì là chơi chỉ có xảy ra trong The Division thôi, khi mà virus lập cho người châu bò hơn, châu bò mức độ không thể tin tưởng được. Rồi rồi, hồi máu cho mấy cưng nè, đó. Wow wow, cây mình bị cái bắn xa không ổn lắm, tại nó hơi giật. Nếu bắn thì bắn cũng được thôi, nhưng mà nó mình phải nhắm. Chết một em. Mình thấy cái Division nó vẫn còn cái hay của nó chứ, vẫn còn cái nhịp độ của nó khá đặc biệt. Cố lên em, cố lên em. Rồi ok, rồi gục cũng được nữa. Má, anh mày không bỏ mày đâu, mặc dù anh mày còn đúng một cái medikit. Cũng hên là mình còn cái này, mình hồi skill mình để dành đúng lúc ghê luôn á. Giờ dùng súng hồi máu coi. Đó, hồi máu nè. Anh mày giết được mày là hồi máu, nhưng mà bạn phải giết nha. Còn nếu mà bạn acid kill nó cũng không tính nha. Rồi, ê. Bé này cũng tê vậy ta. Ôi, làm sao mà hết máu được. Đây để càng cho bạn thử cho bạn coi. Hồi máu lại liền, thấy không? Các bạn thấy nó vừa mới tuột xuống cả nó lên lại liền. Là hầu như nếu bạn nào biết cây này mà cái cây này mà bạn có cái talent đó, mình không nhớ là predatory thì phải. Bạn có cái talent đó và bạn có bộ nguyên hồi xét talent ngon á, nó kết hợp với nhau nó bắn vừa đam cao mà vừa hồi máu nữa. Là bạn gần như bạn bất tử mẹ rồi. Nó ra nữa rồi. Bởi cái là mình không có thói quen mà hay nạp đạn như thế này nữa. Tại hồi bạn nào chơi underground thì sau đó thì nó sẽ có mấy cái lợi ích khi mà bạn biết giữ tiết kiệm đạn như thế nào, xài không thiếu một viên nào á. Chứ không phải là, ý là không phải xài thiếu mà là đừng có dục viên nào á. Thì là bạn sẽ không chết thôi. Cái đầu ra cũng hay, nhưng mà trong vài ngày tới nữa là mình còn phải quay một cái nữa, Clear Sky nữa. Thì mình mới up cái này lên, up cái này lên là cái đầu tiên của DLC để mình quay đủ DLC luôn á. Thì tại là mình chỉ mới hoàn thành cái game chính, game base, tức là không phải là hoàn thành nữa mà là do là mình chỉ mới quay được cái game base thôi, chưa có quay cái thằng này hồi lâu vậy ta, chưa quay được cái mấy cái DLC này. Tại vì cũng có nhiều bạn yêu cầu là mình quay DLC và mình chưa có thời gian để quay. Và trong cái lúc mà khoảng thời gian đầu nó ra thì mình là cái meta nó lại kỳ quá, khó đánh nữa. Mà giờ nó thay đổi thì mình cũng thấy cái hay của nó trong đó, và nó cũng không quá quá là ngợp thở so với hồi đó. Đúng là nếu bạn nào chơi Division và bạn trải qua những cái thời kỳ của nó, bạn sẽ thấy rõ là cái khúc đầu của Division nó rất là ngợp, là khiến người chơi, những người chơi mới chơi là gọi như tắt thở luôn á, là chơi không lại những thằng đã chơi qua rồi. Nhưng mà sau đến như bây giờ, thời điểm bây giờ thì người chơi mới có thể nắm bắt dễ dàng hơn và họ không quá là bỡ ngỡ, hoặc là người chơi cũ thấy một cái sự mới mẻ trong nó, và cũng đồng thời là người chơi mới người ta tìm được cái hay của cái game này nó như thế nào, nó không có dở như hồi đó nữa. Ví dụ anh mày giết được mày là anh mày hồi máu liền, không hồi máu từ từ. Cái này nó hồi nhưng mà hồi tới trong vòng 2% một giây, hồi trong vòng 20 giây nữa, cho nên nó hơi chậm một tí. Mà miễn sao cũng có máu được rồi. Rồi nghĩ đâu mấy bạn giết được nhiều đứa thì sao nó còn hồi nhanh ác nữa. Giờ hồi full cây luôn. Đỉnh thiệt. Là như mình đã giết hai đứa rồi sao á. Này nó kêu là giết một đứa hồi 35% máu rồi. Mình không cần dùng skill luôn. This. Cái này thì tuột nha. Thằng nào cầm bom vậy? Thì mình phải đi tắt cái Ủa máy nó ra nữa phải con ơi. Còn cái cây này thì mình chủ yếu là mình dùng để bắn xa, kiểu mình cũng đang tìm một cái cây mới.
Ôi nhớ để dành skill nhé bro. Mình để dành skill để có chuyện gì mình còn hồi cho mấy này được. Chứ xài hết á, hồi nó gục á. Không xài được. Mình ghét với mấy control này á. Sao nó nhắm mình bắn hoài trong những đám như thế này, là sao nó nhắm mỗi mình hay gì? Nó mình gọi cái này là súng hồi máu. Nó nhiều lúc mà mình để cục mình xuống mà nó vẫn không hồi. Nó kêu nó nhìn cứ như là Made in China vậy má. Để xuống rồi mà nó vẫn không hồi máu là mình vẫn cứ gục hoài luôn. Biết ngay như thế nào, sniper cũng nhắm bắn mình. Cái được cái nó bắn ổn định, cũng không quá là giật. Nhưng mà mình cần một cái cây mạnh hơn như thế này, đam cao hơn. Cây này cây đam mà mình lên thấy cao nhất cũng gần 90 mấy ngàn. Hồi máu đi mấy em. Hồi máu đi mấy em. Hồi đi. Ui, cái này nó đánh á. Mình thấy nó đánh dễ hơn. Ở lộn, đánh khó hơn là bên Clear Sky. Tại này nó đánh theo web kiểu gì các bạn, không phải đánh cho hết web thì bạn mới thắng được. Còn nếu mà không á, nó cứ nhây nhây hoài luôn. Nó cứ nhắm nhìn mình quay. Cái chỗ đó mà các bạn lượn kêu gì hồi cũng chết à. Nhưng sao team này cũng khá là ổn. Đi khá là hợp ý nhau nên chúng ta có thể sống dài dài được. Có điều giờ thằng nào chạy xuống đặt quả bom đi. Cây này mình với lại các bạn này thấy là quái, mấy con này là quái 34 hết luôn. Là max level World Tier 5. Nếu bạn đang sử dụng World Tier 5 á, thì bạn sẽ thấy quái level 5 mà đồ thì mình quái phải mạnh thì đồ mới rớt ra đồ ngon được. Còn nếu mà đánh cấp thấp nó ra thằng đồ 100 mấy không à, 182 là cao. Nếu bạn này chơi World Tier 3 hay Tier 4 chẳng hạn, cao lắm 200 mấy đồ 204 là thằng ngon. Còn chỉ muốn lên đồ 256 phải đánh cái này. Đánh challenge chuyên hợp, thậm chí là đồ muốn mạnh mà 256 mà 256 xịn á thì đánh Hero X. Nhưng mà nếu mà xét về mức độ mà đánh Hero X thì mình nghĩ là chúng ta cần phải có một team hiểu ý nhau hơn, với lại là phải có đồ mạnh nữa. Tất cả đều phải có đồ mạnh. Đánh Hero X nó trâu bò lắm, chúng ta cần thời gian nữa. Và nếu mà mình chọn, mình sẽ chọn cái nhiệm vụ ở khác hơn. Hiện tại là Underground kiểu nó vẫn chưa có Hero X, nó chỉ mới có challenge chuyên mà cao rồi. Thường là mình đi challenge chuyên không, hồi đó mà bạn đi challenge chuyên mà bạn cũng thấy cũng ảo lòi lắm rồi đó. Giờ thì ở challenge chuyên nó cũng không quá khó, nếu bạn nào mấy thằng này nó nghiêu ngon lên cái thì đi vào challenge chuyên dễ thôi. Vấn đề là nó thằng nào phải chịu khó chạy xuống và phải có một thằng búp skill gì ta, skill tăng giáp á thì mới dám chạy được. Còn chứ mà không có nào, không có skill tăng giá là không dám chạy luôn á. Defend explosive. Agent, kích nổ chưa ta? Chưa nào đi mà. Chưa nào đi, nó đâu đếm web mới nữa. Giờ chúng ta chưa bắn xong web này nữa. Tụi này nhây quá. Cứ ra là nó, cứ hết là nó ra. Mà chúng ta phải đợi cho nó hết thì chúng ta mới đi được. Còn chứ không thể nào bắn tay đôi với nó được. Tại mấy này nó phạm vi gần coi gì, nhưng mà nó máu nó trâu lắm, gặp chưa thể có xe ra bảo kê nữa. Ôi, và cái tự hồi luôn. Hay vờ lờ. Mình ra khỏi cái vòng, nhưng mà cái vòng nó tự hồi nhờ cái nãy cái skill nãy mình vừa mới bật. Cái trong mình thấy có nhiều cái nó skill nó hoạt động lâu chứ. Ôi, xuống máy. Ôi. Cái bắn gì mà mình dội người đằng sau luôn, có đau chứ. Ok, mới chế lên kia đứng luôn hả. Cái cây chính của mình á thì không có cái vụ hồi máu, nhưng mà cũng có một cái cũng khá là ok, ổn định. Được cái là đam cao. Tại mình đánh á, mình để mấy cái skill đam cao mà. Khi mà còn hai thanh máu á, là nó đánh tới đam nó tăng. Rồi Brutal, Destructive, xuyên giáp, rồi
Deadly, cái này có Deadly nữa, tăng critical damage nữa. Cho nên mình khá là khoái cái này. Và vẫn chưa tìm cái nào ngon hơn cái này, ví dụ như Brutal, Deadly, Destructive. Cùng ba cái này, trong khi đó mình cũng đã có hai cái rồi, mình có cái kia thì mình có Responsive, nó đứng gần 10m á. Là nó tăng damage nữa. Mà mình bắn là aggressive là kiểu như đánh xông lên đánh không à, cho nên nó đang đam cao lắm. Nó gần hết đạn rồi. Hết đạn mà vẫn không làm ăn được gì hết. Thằng nào cầm bom vậy? Dùng bật skill luôn á. Cái này mà underground chết chắc rồi. Nhưng mà mình sẽ giải thích sao đi underground bật skill nó sẽ vấn đề gì. Tại nói sơ sơ là các bạn có thể bật mode mà có một cái mode gọi là mass skill underground. Là bạn nếu mà hàng nào xài ultimate skill là nguyên đám bị delay hết. Rồi, hoặc là nếu mà bạn dùng cái skill bên trái đúng không thì skill bên phải bị mất. Đó, nó delay luôn. Nó ảo vô đó. Vậy em, vậy hồi máu chung đó, đó hồi chị em, this vừa mới ngồi xuống. Kiểu này sao mà đi ta, căng gì. Ui, càng lúc nó càng ra đông vậy. Này, cầm bom chưa. Ôi mẹ ơi, nó bắn vô đây choáng luôn. Bây giờ sao chúng ta cần phải có một thằng đi đặt bom thì nó mới tiếp tục được, chứ không mấy cái quay này nó ra hoài luôn. Woohoo, woohoo. Thằng kia đó đi không ta? Defend the explosive. Này nó cầm rồi nhưng mà máu yếu dữ vậy trời. Xong đi hướng bên kia kìa trời. Này nó có cái shield nhưng mà shield bắn màu hết lắm. No, hên quá. Rồi nó bắn cục kia bể luôn rồi. Không sao, mình ngồi cái cục kia luôn rồi. Tự hồi được luôn. Skill đã lên. Thằng kia đâu? Chạy chưa? Còn chờ gì nữa? Xong lên đi. Thằng kia chạy ra kia cho thằng kia nó ngồi đây quầy. Nó không biết chạy ra thằng kia sao, nó phải chạy qua bên trái nè. Hey, let's go man. Chứ không là nó cứ đếm, nó đếm cái cửa kia nó cứ ra hoài luôn á. Mình đang bị status effect rồi. Đi hồi vô nhỏ này coi. Đi đi em, đi. Còn chờ gì nữa. Phóng lao là phải theo lao thôi. Lỡ rồi đi tới nước này phải quất thôi. Nếu mà quất được cái web này mà chúng ta sống á thì nó mới đếm tiếp. Đó, hên quá, giờ gục cũng được không sao. Rồi quất đi, ra quất luôn, đúng rồi. Chứ sao má đang chạy xuống hầm trốn thôi. Có gì đâu. Ôi má nó bắn vô đây được luôn hả. Ôi. Chạy. Nó đặt được rồi. Giờ cái xe kia nó sẽ bắn đạn liên tục luôn. Vô trong trốn đi mấy bồ. Má đứa này đây mà vẫn bắn vô được nữa. Kinh thiệt.
Rồi vô đây chúng ta chạy lên cái chỗ cũ chúng ta bắn tiếp. Quay mới. Eliminate the wave. Phát hồn mình phải chạy xuống đây để ăn đạn. Má hết đạn rồi. Còn có cầu thang cao lắm, 3-4 băng rồi hết rồi. Ê mà nó cái súng càng của mình. Mấy cái này ra hồ máu coi. Đó, hồi đi em. Đó, đang hồi vậy đó. Ui, má ơi, nó chọi một lần hai thằng. Cái này trong nhiều trường hợp các bạn đứng mà chạy á, nó giật gì đâu á. Nhất là bạn chơi tay cầm nó còn giật ác nữa má. Game này thấy tụi PC nó bắn không cần nhắm luôn á kiểu. Nhưng mà mỗi hệ nó mỗi khác ha. Rồi. Có đạn rồi, có đạn rồi, có đạn rồi. Xài tiếp, chạy lên tiếp. Rồi có đấy cái mới này kiểu bạn nào hồi đạn rồi á. Nó hồi luôn cái đạn băng đạn có đang có xài trong 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 băng luôn á. Des. Ra đúng lúc Verkler, ra đúng chỗ dễ sợ. Này thì chạy ra nó mở cửa đằng sau lưng ở đâu chứ ba. Ôi má ơi. Cái gì bắn gì ghê vậy? Drone bay một vòng. Này thì ơi mà nãy giờ mình lên 2 lần rồi đó. Fuel efficiency được 2 cái hộp rồi đó. Giờ nó thêm cái vụ fuel efficiency nữa. Ôi skill mở đúng lúc ghê luôn á. Mình thấy cái skill này tiện dụng ấy chứ. Lỡ các bạn có hồ không có máu thì hồ kịp lúc á thì bạn vẫn còn skill. Và do là mình cũng để skill power cũng khá là nhiều, cũng gọi là khá đi. Thì nó hồi cũng khá là nhanh. Ôi, medkit vừa mới nói luôn. Chúng ta đang medkit mấy này là có medic nữa nè. Bắn cái cục medic của nó là các bạn nó khỏi hổ, khỏi máu luôn. Ôi mẹ. Nó bắn vậy cũng dính nữa hả? Chạy chạy đây cho tụi này nó revive. Đó, bơm máu lại liền. Ê, rồi vài ngày nữa mình sẽ quay underground. Nhưng mà mình phải xong cái này, cái Clear Sky nữa. Mình khoái xài cái cây súng càng này của mình hơn. Nhưng mà có nhiều trường hợp nó cũng hơi kỳ. Cây súng càng này được cái bắn gần ngon lắm. 7-4 mấy ngàn đam không. Nhưng mà kiểu như là nó giật lên giật xuống thì bạn bắn xa nó cũng khá là khó chịu. Sau ý, mấy cái bắn gần này bắn cái này hồi được. Mấy cái đồ này có được tính là người không nữa mình cũng biết nữa. Mình chỉ ghép cái control này kìa, nó bắn shot kìa, bạn không thể bắn được cái gì. Rồi. Đây, thanh niên. Mấy control này cũng khá là phiền. Đó, nó cứ shot cái này kiểu như lửa vậy, bạn phải phủi, không thể nào bắn được. Nó không chạy là 5 thằng gục hết bây giờ. Đâu rồi. Cái cục đó cục của thằng medic. Nó có hồi máu nữa. Tụi này có giờ nó có update có mấy thằng hồi máu nữa cũng hay. Là đây em, ra đây em. Giúp anh hồi máu cái nhẹ coi. À, mấy thằng này bắn rác quá. Kiểu như nguyên cái phòng ấy nó bắn nhắm bắn mình hay sao á. Rồi, còn thằng đó rồi. Vừa mới thấy rồi mà. À đây. Thằng này nó nãy nó bắn lén mình nè, mình đang bắn cái thằng này nhào vô bắn nè. Đó, kia đứa xe kia nó nhắm bắn mình hoài mày. Cảm ơn. Tăng máu là liền. Sao còn web nữa không? Web mới ra web 12 luôn rồi kìa. Má nãy giờ mới sang web 12 thôi đó. Chết mẹ ra nữa kìa. Boss à? Cấp độ mới hả? Ê mấy bạn không cho mình hồi máu mấy bạn. À cái gì đây?
bắn vô đầu đam hơi thốn. Mà mấy này nó ăn đam cuối của mình không à. Gục liền, chạy liền, thanh niên với thanh niên bắn cho đã rồi chạy. Wow 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 wow. Mấy bộ ơi. Bắn được không mấy bộ? Ôi, bị cái xe nó bắn. Nhảm thì chứ, bị mấy xe nó bắn mà không bắn được cái gì luôn. Không sao, không sao, không sao, chúng ta vẫn đang làm chủ tình thế. Ồ, cover cái nhẹ coi. Gần chết nè, hồi máu lại liền. Mình sẽ lấy cây này mình bắn rồi mình dùng cái cây kia để kết liễu thì nó. Cây này một cây thì đã đam cao, sao nó nguyên cái phòng này nhắm bắn mình không ấy sao. Không bắn mấy thằng kia nó nhắm bắn mình không vậy, chắc là gây đam nhiều nhất á là nó cứ nhắm. Nhắm thằng gây đam nhiều nhất nó bắn rồi. Còn thằng nào đang kích thích nó cho nó bắn. Ôi thằng mập này. Mập này chạy vòng luôn bay. Em chạy đi đâu? Anh đã muốn có máu là anh bắn mày cho bằng được. Hey. Tiếp có quay mới không? Cái này tới 64 viên rồi. Wow, mình nhớ hồi đó làm lạp xong cái này cũng căng chết bà đi, nó còn căng hơn bây giờ nữa. Mặc dù giờ challenging á nhưng mà ý là nó không căng bằng như hồi đó nữa. Hồi đó đúng kiểu đánh là phải cẩn thận từng ly từng tí, 15 web mà cũng chưa kể là bạn không được hồi lại nha, bạn không được quay trở lại, nó không có checkpoint nha. Bạn đánh một cái web này bạn đặt bom ở chỗ đó rồi mà nó nổ bom rồi thì nó tính là tới cái web đó. Còn hồi đó là bắn phải 15 dán liên tiếp luôn á là không được chết luôn á, nó còn đỉnh cao hơn vậy nữa ba. Ồ má nó ra nữa kìa. Mà mình ghét troll nha, đó, một em troll đã đi. Tập trung vào troll đi mấy đứa. Ôi. Thôi là mình để dành cái này á. Tự nhiên troll kia đã bắn mình, nó giật mẹ. Tao ghét là toán hết. Hồi máu nè, hai thằng luôn. Hai này cúng máu ngon ghê luôn á. Rồi. Ôi. Quý sầm á. Đồ thôi mình không phải người tàu nha. Mình cũng không biết tiếng tàu. Nói gì vui thôi mình cũng không biết nó là cái gì. Ê, dừng chơi. Dừng chơi nằm nè. Chạy liền. Ôi nó cũng chọi bom luôn rồi kìa. Mình gục đúng chỗ ghê luôn. À, tìm hiểu với nhau đặt đúng chỗ dễ sợ. Ê nhường tôi nói nhường đi đúng rồi để cho nó hồ máu qua. Hình như thằng kia nó bắn qua. Mình không được điểm kinh nghiệm, nó không hiện kinh nghiệm lên, nó đâu tính đâu. Cho nên nó đâu hồ máu được. Căng. Có vẻ shotgun nữa kìa. Ôi. Và để mình dành hai skill này cho để chạy xuống cứu này ra. Đứng dậy em, lên em, đúng rồi, ngon. Ủa bắn cái cây này mà nó không chết luôn mới đâu. Kinh gì bồ. Ôi, đang tính đổi cái súng. Ôi sao thằng này chưa đằng sau hay vậy? Cây này là kiểu master mà lúc mà bạn bắn gần luôn á. Bạn bắn gần cây càng nó hết đam. Tăng hết cỡ. Web gần web cuối rồi. Cố lên mọi người. 14 rồi. Gần xong rồi. Còn cái thằng boss kia à. Mình chạy xuống bắn rồi. Đâu rồi. Incoming hostile.
thêm nữa cơ. Ồ, cái nó bay này nó bay nhức đầu ghê luôn, bay lắm thiệt chứ. Ôi thôi thiết nghĩ mình nên lên lầu lại đi, tính chạy lên bắn thằng boss mà vừa kịp lúc luôn. Mình vừa đặt cái cục đó xuống là mình gục luôn. Đỉnh cao là đây. Giờ anh với chú tranh cho đây hả? Web cuối rồi, đừng để mất nữa. Sao không ăn đam gì đó, bật đúng lúc như thế này. Đó, ultimate skill để dành đúng lúc ghê. Căng đét lên luôn. Nó gặp thế này còn tốt FPS nữa. Buồn ghê. Xong bắn coi. Căng quá mấy đứa ơi. Wow. Giờ cũng không biết bắn ai, bắn toàn sang ngầu quá, dính ai dính à. Bắn này không có tập trung được nhiều ha. Ý là tập trung từng thằng á, chứ mà là tập trung kiểu kia. Nó có nhiều thằng mình cần phải bắn á. Bây giờ chỉ cần phải đặt bom á, thằng kia cầm bom. Mình sẽ tiếp cận nó đây ta. Lồng quá thì giết hết luôn. Mình thấy skill này cũng tiện dụng chứ. Mình để mình lên lầu mình bắn đi cho dễ. Chứ bắn cái đám này nó trốn kỹ quá. Ê, mình cầm bom kìa. Nó chạy lên đây nó bắn luôn rồi. Vừa mới đặt cái cục đó mà ta. Thôi, mình mới thấy đây mà kìa. Nó chạy đúng lẹ luôn, chạy xuống dưới đây lại đâu chứ. Nó nhảy xuống dưới. Wow, nó nhảy xuống dưới rồi, nó nhảy xuống dưới rồi. Ê, thanh niên, gục bây giờ. Vừa mới nói luôn. Gần rồi, gần có đồ rồi mấy đứa ơi. Gần có đồ rồi. Đừng có chết nữa mấy đứa à. Nhưng mà tôi không biết là so cái đồ này với cái đồ mà bên underground đồ này ngon hơn. Đồ DLC hay đồ không DLC vậy. Đa phần đồ mình kiếm là cũng đồ bên underground, tại underground nó khá là dễ kiếm. Đánh chỉ cần nó team ngon ngon thế là bạn hãy đánh được challenge chuyên thì nó sẽ rớt đồ ngon cho bạn vậy thôi. Còn bên cái clear sky này như bạn thấy là đi nãy giờ cũng khá mệt, nó nhây là nhiều chứ có gì đó, nó nhây với lại nó bắn nó tốn công lắm. Còn underground bạn đi khá là nhanh, một round đi một phase đi chừng có 15 phút là nó xong rồi, mà nó cũng không khó nữa. Cái phòng nó cao lắm, cái chục đứa là cùng. Chứ bây giờ cho trăm đứa như thế này. Cái này là quá cha người ta rồi. Mà nó bắn mình không hồi máu được luôn ấy. Wow. Mấy bạn làm mấy pha căng đét vậy? Tính chạy ra cứu một kia mấy con kia nó nhây lắm luôn. Nữa hả? Sao đông quá vậy? Mấy mà nhìn nó lót kìa trời. Cho bao mà nhiều luôn. À, cho nó bay vòng nữa chứ. À nhìn kìa. Ôi vỡ nhiều lúc nó lắc nó không hiện đam luôn. Rồi. Đây một thanh niên đây. Nhớ nhìn màu vàng hả? Màu vàng tuổi gì? Spread luôn hả? Spread rồi là bắn tiếp. Sụp con mẹ nó rest. Gục rồi, bọn thanh niên gục rồi. Lát lại đây em, lát lại đây đi. Chỗ kia nó đi còn nguy hiểm lắm. Tôi sẽ bây giờ thay đổi vị trí nó cũng chọc bom rồi. Thì nó chọi xong rồi nó còn nhây nó chuyển sang bên đây nữa chứ. Ôi hai quả đấy nha. Xàm thì chứ. Ok bồ. Đừng gục nữa nha mấy bồ. Ok, ngon liền. Cái này cũng không quá khó chửi đâu, các bạn có kiên nhẫn các bạn làm hết hay không thôi.
đi cái này mà đi hai người cũng mệt á, mệt lắm luôn. Mình đã từng thấy một đứa đi đi một người rồi và nó thắng khá là epic, mà mình có người đó thôi, bị buộc các bạn phải có đồ gear mạnh thì các bạn mới dám đi được. Ôi, mình vừa mới chạy bom cái hết chết luôn rồi. Lên tiếp em. Thiệt luôn mới dừng chơi. Ôi, cho nó bắn mình kìa. Giống như nguyên cái phòng nó tụi nó bắn vào mình vậy á ba. Ôi, vừa mới lúc cái đầu nó bắn sạch máu luôn. Căng. Không quá nữa hả? Ôi, nữa đã đông rồi còn đông ác nữa. Rồi rồi, gì mấy con drone này chứ rồi đó. Mấy con này nó nhây lắm, làm bạn không thể bắn được. Nè ba đó, hên đó, là cái này là mình đang có skill kia rồi đó, lỡ cái chuyện gì mình còn hộ nguyên một team được. Tụi kia cũng vậy. Cũng mong là tụi kia có nãy cũng có thằng nó có hay sao, thằng mấy thằng còn lại nó dùng cái một sinh dương là tăng tăng sức chịu đựng. Không có chỗ để trú luôn. Nó bắn mình không đường chạy luôn. Chỉ cần tim không chết là ngon rồi. Đây tính đặt cái thùng kia xuống mà nó dính máu, dính lửa, không đặt xuống được. Tụi bay đông lắm, được lắm. Nguyên một đám bắn bốn đứa, được lắm, tụi bay được lắm, hay lắm. Đó, nó càng đông thì càng tụt FPS. Nó đứng kế bên mà cũng bị mất máu rồi sao. Bleeding. Gì đây, một em đằng sau lưng hả? Chúng ta còn quá trời luôn. Sao nó càng lúc nó càng ra nhiều quá vậy? Ra không nước. Trong khi bắn mấy này nó trâu bò gì đâu luôn. Trâu hơn con bò nữa mà ha. Nào cả nãy có một thằng cầm cầm bom mà nó rớt đâu rồi. Hết đạn luôn, vừa đúng lúc hết đạn luôn. Căng. Grab the explosive. Got him. Now finish the job. Căng lắm luôn. Ê bồ ơi, hết máu rồi bồ ơi, hết đồ kia luôn rồi. Cứ cái nhẹ. Cái thằng này nó bị cái gì, nó không nhìn đằng sau bay, nó không nhìn cái kia luôn ơi. Phải có dùng recovery link. Vãi cái đấy. Ôi, cái nó nổ cái gì vậy? À, là vừa mình vừa đặt cái là nó dính rồi đó. Recovery link. Chết mẹ rồi. Ngon, vừa đúng kịp lúc luôn. Bộ một bộ Dead Eye, một bộ Final Measure Battle Lion Jacket 305.000. Quá ngon. Đúng lúc dễ sợ. Hên thiệt. Cũng rất là hên. Mấy cái này hả? Capable Adept Sweep. Này chúng ta thấy reroll là sau MP5 có vẻ ngon đó, 170.000 đó. Để xem còn món nào ngon không ta. Như bạn thấy là mình đang mặc nguyên một gear set luôn. Nhưng mà mình không mặc cái này, cái bộ Dead Eye nó hợp với sniper hơn. Và để ý thì
nó tăng kiểu có những cái bộ gear set là bạn sẽ thấy viên này đầu tiên là tăng độ ổn định nè. Viên thứ hai là tăng marksman mấy cái súng ngắm mà tăng đam súng ngắm nè. Rồi final measure này mình có nhiều lắm rồi. Thì mình đi tactical holster tăng máu nhưng mà giảm tùm lum thứ thôi bỏ luôn. Và nói chung thì nói thì mình cũng cảm ơn các bạn đã xem qua cái tập này của mình, và đây cũng là tập mà mình trở lại đầu tiên với The Division. Và có lẽ mình sẽ hẹn lại các bạn trong tập tiếp theo của The Division là Clear Sky, có lẽ mình sẽ đăng vào ngày mai hoặc ngày mốt. Ok, và các bạn thích cái tập này của mình, các bạn hãy bấm vào phía bấm vào nút like phía dưới nha, và hãy chia sẻ cho bạn bè, tại vì đây là một trong những series mình rất là tâm huyết và mình muốn kéo dài nó dài hơn nữa và xem cái mức độ game nó thay đổi như thế nào. Ngoài ra mình sẽ quay nhiều hơn nữa về The Division. Còn nào bạn này chưa coi cái campaign, cái cốt truyện của The Division thì các bạn có thể coi trong phần phút dưới, các bạn bấm một cái hình bên trái, bạn sẽ thấy nguyên một cái playlist The Division. Ok, và chào và tạm biệt các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của The Division.